Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Nay bên em giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một cái mẫu âm ly liền vang, hay còn gọi là vang liền công suất, mang thương hiệu CAF, mã sản phẩm F400. Vâng, một chiếc liền vang tích hợp vang số luôn các bác nhé. Rất là hay, rất nhiều tính năng. Có effect, các bác có thể chỉnh effect này, mic này, music, và có feedback chống hú. Con này để chống hú rất là đẳng cấp. Và có nâng tiếng extender, các bác có thể nâng tiếng để nghe nhạc. Rất là hay. Vâng, và về phía bên này thì có một volume tổng, effect tổng. Và tiếp theo là mic volume, tức là mic tổng. Và music. Vâng. Tất cả núm là bi vặn rất là nghe thấy sướng tai. Vâng, với giao diện mặt phay nhôm màu vàng rất là đẹp, rất là sang trọng. Có 3 cổng mic phía trước, 1, 2, 3. Và đằng sau thì có 2 cổng mic nữa. Vâng, và đây là các cái núm chỉnh volume của các cái cổng mic. Và phía đằng sau thì cũng giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Đây ạ, có hai đưa cổng mic và có hai cổng input. Hai cổng input là AUX và BMG. Và đặc biệt là chiếc này có tính năng auto, thì các bác cứ đặt auto là nó tự động, các bác thích cắm ở cái jack nào, đường nào có tín hiệu là đường đó sẽ tự động nhận. Và có đường output đây, đường cắm súp các bác. Và chiếc này thì có cả chỉnh trên phần mềm chỉnh máy tính các bác. Vâng, và đây là 4 đường jack đỏ đen để ra loa. Với công suất là 350W một trên một kênh thì các bác có thể đánh được 2 đôi bát 25 hoặc 1 đôi bát 30. Có 2 quạt gió. Vâng, đặc biệt là hàng này là hàng nhập khẩu chính hãng, CAF, hàng xịn, thương hiệu chính hãng luôn các bác nha. Do công ty Tân Việt xuất nhập khẩu. Vâng, đầy đủ tem nhập khẩu, tem CAF này, mã là F400, chạy điện 220V. Vâng, đây là công ty thiết bị âm thanh CAF, có xuất xứ rõ ràng công ty Tân Việt nhập khẩu. Hàng xịn, đảm bảo với các bác là hàng xịn chính hãng luôn. Vâng, và đặc biệt là bên em là các bác yên tâm khi mà mua hàng bên em, là bên em là đại lý chính thức được công ty Tân Việt ủy quyền phân phối sản phẩm CAF, TV và loop và selection. Và bây giờ em xin mở cái nội thất, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng xem cái nội thất của chiếc vang liền công suất. Vâng, nội thất rất là đẹp, hàng xịn nhìn bóng tấn. Đầu tiên là một chiếc nguồn, nguồn xịn luôn, nguồn đồng xịn cũng tương đối là to. Vâng, và được chạy hai quạt gió, một quạt là thổi làm mát cho cái phần khuếch đại tín hiệu, và một chiếc quạt gió để chạy khi mà nguồn này mà chạy thời gian quá lâu nó nóng, có thể nó sẽ là thổi cho làm mát. Và được chạy là 2, 4, 6, là 12, 6 sò, là 12 sò các bác ạ, 12 sò.
hơi tối, em lấy cái đèn em xoay. Vâng. Và mời các bác, hàng chuẩn xịn luôn, keo gắn là rất rõ, so da van. Vâng, và tích hợp một chiếc vang số đây ạ. Tất cả thiết bị số hết, cho ra cái chất âm rất là hay. Chống hú thì không phải xét, tí em sẽ thử kiểm tra cái đường mic. Chạy hai tụ rất là lớn, 10.000 mi và 100V. Vâng, các bác nhìn thấy toàn linh kiện rất là xịn. Tụ cản chống nổ ra loa. Vâng, và bây giờ em sẽ ghép vào, mời tất cả quý vị và các bạn cùng. Vâng, và mời tất cả quý vị và các bạn cùng nghe và trải nghiệm cái chất âm của chiếc F400 và một cặp mic CF H5. Vâng, với cặp mic H5 thì rất là đẹp và rất là xịn, chất lượng thì nó quá hay rồi. Vâng, và đây đây là effect, các bác có thể chọn ấn chỉnh tay để chọn các cái chế độ effect từ 1 đến 4 chế độ. Vâng, và KTV, 4 chế độ KTV của nhà sản xuất đặt mặc định rất là hay. Vâng, về phần mic thì các bác cũng có thể là chọn, nó có 6 chế độ mic. Vâng, tương ứng. Và music. Vâng, music thì các bác có thể là chọn 4 chế độ nhạc, 6 chế độ music. Và có điều khiển các bác nhá. Chiếc này điều khiển, các bác ấn trên điều khiển nó cũng gọi ra các chế độ. Và đặc biệt đây là feedback chống hú và exciter nâng tiếng. Vâng, đây. Đấy, và em bật nâng tiếng. Mời các bác trải nghiệm chất âm. Và em sử dụng một cặp loa Bass 25 TV Blues. Vâng. Đây ạ, một cặp loa. Với chiếc vang liền công suất này có thể chạy được hai cặp Bass 25. Cho ra chất âm rất là hay. Lô 567 Lê 1234 567 Lê. Vâng, và chiếc mic này thì chiếc âm ly chống hú rất là tốt. 567. Vâng, ở đây em dí sát loa chỉ cách khoảng 450 cm mà không hề rú rít. Cắt hú của chiếc vang F400 CF này rất là tuyệt vời. Và tiếng mic thì như các bác thấy, tiếng mic rất là ấm, dày tiếng. Lê 567 Lê 12. Lê 567 nắng ấm khúc hát quê hương du dài theo sông Thái Bình ơi Thái Bình, anh đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi Thái Bình ơi. Sao mày yêu đến thế? Anh yêu Diễm Điện rừng vì lao gió hát. Em đi tắm mát về bãi biển đồng
sâu, anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắt cầu đưa em về đồng cõi. Anh thương em, anh nói. Vâng, bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với bên em với số điện thoại trên màn hình. Và đặc biệt bên em đang được trợ giá rất là sâu, với giá của nhà sản xuất đưa ra là gần 10 triệu, nhưng bên em hiện tại đang giá tri ân 7.200.000 đồng bao ship toàn quốc. Và bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với em, bên em để được hưởng mức giá ưu đãi với chiếc CF F400 với chất âm rất là hay, có thể đánh hai đôi bát 25 hoặc một đôi bát 30. Vâng, và bác nào chưa ấn nút đăng ký kênh, vui lòng ấn đăng ký kênh để ủng hộ bên em, cũng như chào đón những sản phẩm mới bên em review tới toàn thể quý vị và các bạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của bên em.